Hoại tử khớp háng thì điều trị như thế nào? Clip này hơi dài, mong các anh chị hết sức để ý và nghe từ đầu tới cuối. Với các hoại tử khớp háng, các cái bệnh liên quan đến cổ, xương đùi hoặc khớp háng hoặc là xương điểm xương chậu đấy, thì khuyên các anh chị luôn lập tức là đông y không có cửa nào để điều trị được. Và bất kể ông giáo sư, tiến sĩ, ông thầy thuốc nào mà nói là điều trị hoại tử khớp háng bằng đông y thì phải đặt dấu hỏi rất lớn, xem người ta là thánh hay là người. Vì đã là con người thì nó phải có cơ chế, và có cơ chế nó có khoa học, có giải thích, chứ không phải có chuyện là ông nói rời về rời về bẻ tôi uống tí nước lọ gia truyền nọ gia truyền kia để điều trị được. Và em giải thích bằng Tây y nhé. Khi các anh chị bị các cái viêm nhiễm trong cơ thể thì đương nhiên cái tuyến thượng thận nó phải sinh ra một cái lượng corticoid để nó kháng viêm. Tuy nhiên với ổ khớp 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 háng này là cái điểm đấy là điểm chịu lực nhiều nhất. Và khi bị viêm hoặc có dấu hiệu của tiền hoại tử thì thường là bác sĩ Tây y người ta ưu tiên đó là corticoid. Chúng ta hay ăn ti corticoid hay ghét corticoid, nhưng mà corticoid được các nhà khoa học tìm ra từ những năm 1950 đến giờ hơn 70 năm mà bây giờ người ta vẫn sản xuất, lý do nó vẫn còn được tốt và nó được áp dụng cho các bệnh cấp tính. Corticoid khi người ta dùng liều cao như vậy thì nó kháng viêm trực tiếp ở đấy rồi. Mà khi mà nó kháng viêm ok rồi thì bác sĩ người ta lại có thêm cơ chế tiếp này, bớt corticoid và tiêm cái ACTH, nó kích vào cái tuyến thượng thận để nó sản xuất ra. Giải thích vì sao lại như vậy, thì khi lượng corticoid ở trong máu của anh chị nó thiếu thì cái tuyến yên nó sinh ra một chất tên là ACTH kích thích vào cái tuyến thượng thận để tuyến thượng thận sinh ra corticoid. Nhưng khi anh chị dùng corticoid liều cao, trong máu nó có liều cao rồi thì nó không kích thích tuyến yên, và tuyến yên nó không sinh ra ACTH để nó kích vào cái tuyến thượng thận vì nó đủ rồi mà. Thế nhưng hôm nay tôi không đưa corticoid ngoại sinh vào nữa thì tôi phải kích thích cái ACTH vào, là cái tuyến nội, một cái chất nó tên là nội tiết ấy, để nó kích thích vào tuyến thận. Để mày tự làm việc đi, ngày xưa tao thay mày để làm những việc cấp tính thì bây giờ tao lại đưa mày, bắt mày làm việc trở lại thì nó sẽ lành tính, không bị suy thận. Và cái chết của bệnh nhân là khi bị viêm hoặc là có dấu hiệu đau khớp, đặc biệt là khớp háng hoặc cái các khớp liên quan này, thì chúng ta thường dùng những cái thuốc cơ sở thì không rõ ràng, lăng băm lăng chặt ở đâu ấy. Hoặc là gì nhỉ, điều trị những cái thuốc, mua thuốc ở gì hỗ trợ, đội đấy nó cũng có cho corticoid mà, nhưng vấn đề là nó không hiểu cơ chế, cho nên là cứ đau là uống, đau là uống. Một ngày nào đẹp trời ấy, thì cái tuyến thượng thận nó bị suy. Vì sao ạ? Vì người ta hiểu được vấn đề ở đâu, nó chỉ cho uống để giảm đau thôi. Nhiều ông đau rất nặng nhưng mà cứ uống như thế, đến một ngày đẹp trời nào thì đến đến bệnh viện thì đã nát hết cả rồi. Và trên trên VTV nói rất nhiều về vấn đề này. Và bằng clip này, phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Thuốc Nam Thầy Mộc khuyên tới tất cả quý vị các anh chị, nếu không may bị hoại tử hoặc các bệnh liên quan đến bị đặc sưng bờ ổ cối hoặc là có dấu hiệu của mờ hoặc là viêm ở khớp háng thì nên điều trị bằng Tây y. Ok đi, hết đi ạ. Và chấp nhận cái chuyện là gì? Chấp nhận là cái chuyện hơi độc một chút. Sau đó ổn định rồi thì mới quay lại Đông y. Đông y thì có những cái bài thuốc, một là giải độc gan, ví dụ như tiêu giao tán giúp sơ can giải uất kiện tỳ dưỡng huyết, bởi vì giải độc ra. Trước nó dùng cái kháng sinh các cái nó nặng quá, nó làm cho cái gan bị nhiễm độc thì bây giờ làm giải độc ra. Hai là cái thuốc phong thấp hoàn giúp khu phong trừ thấp hành khí hoạt huyết, đặc biệt nó làm hoạt huyết. Cái tốt nhất là hoạt huyết này. Khí nó hành thì huyết nó hành, nó hoạt huyết thì nó đưa máu đi nuôi tất cả, nuôi dưỡng được. Thì nó thông kinh, nó hoạt lạc. Và đương nhiên uống những cái bổ thận cường ngân cốt để nó nâng cao chính khí của thận lên, để nó nghĩa là nó chống tái phát. Nhớ nhé, Đông y chỉ hỗ trợ điều trị để chống tái phát hoặc để nâng cao chính khí của anh chị luôn.
Và khuyên, lời khuyên của phòng khám là gì? Nếu các anh chị ấy mà béo quá thì giảm cân đi. Vì tất cả các anh chị khi béo ấy, chủ yếu là béo bụng ấy, nó ép xuống, nó làm cái khớp háng nó bị đau. Hai nữa gì? Bia rượu, đặc biệt là rượu. Nhớ nhá, mấy ông rượu nhiều ấy thì nó làm cho mòn xương. Nó làm mòn xương ấy. Phòng khám rất là gặp rất là nhiều các anh chị liên quan đến ngành đó là làm nghề công an. Nói đây không phải là gì đâu, bởi vì người ta cũng là thức đêm thức hôm, người ta trông cho sự bình yên của đất nước ấy. Nhưng mà mấy bạn ấy thường là gì? Thức đêm thức hôm và bia rượu nhiều quá. Ăn uống thì tăng cân lên. Cho nên là gặp rất là nhiều các bạn công an bị hoại tử khớp háng. Hệ lụy của nó mà không điều trị cẩn thận ấy là tàn phế. Nhớ là từ tàn phế nhé, chứ không đùa được. Chúc các anh chị luôn luôn khỏe mạnh. Xin chào.